to như chó bạn ạ. Đây, ở đây nuôi những con mèo to như chó. Chào cả nhà, hôm nay mình đi cà phê mèo sau chuỗi ngày lockdown dài ơi là dài. Mấy bé mèo con ở quán đứa nào cũng lớn lên hết trơn mất rồi. Mừng nhất là sau đợt dịch vừa rồi thì quân số của đàn mình vẫn giữ nguyên và bạn nào cũng khỏe. Đây là bạn Manny và bạn Tony đang đứng chào mẹ này. Đây là hai bạn mà có sự thay đổi nhiều nhất kể từ khi mà quán đóng cửa đến giờ. To như chó bạn ạ. Đây, ở đây nuôi những con mèo to như chó. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bộ ba sai khủng long ở quán mình, gồm có bé Tony, bé Coffee và bé Manny. Bây giờ mình sẽ lấy cái dép sai 41 cho các bạn xem so sánh kích cỡ em mèo nhỏ nhắn ở quán mình đây. Các bạn thử ướm ở ngoài đời xem thử là các em ấy có kích cỡ như thế nào. Các bạn có nhìn thấy là mỡ của nó chảy cả xuống dưới đất không? Vừa lấy bác hàng xóm chạy sang nhìn thấy con mình, xong bác hàng xóm bảo là sao mà em bé gì mà bé như con mèo thế này. Kiểu bác chỉ đứng từ xa xa nhìn vào chứ không vào tận quán để nhìn bọn này ấy. Con mình cũng gần 8kg rồi mà mình không bế nổi bé Tony ở đây đâu. Ở đây thì chỉ có mỗi anh Coffee là lớn đủ size rồi thôi. Còn đâu bé Manny và bé Tony là chưa có lớn hết đâu mọi người ạ. Bé Tony thì cần phải 6 tháng đến 1 năm nữa thì mới phát triển hết. Còn riêng Manny thì chắc là phải tầm 2 năm nữa thì mới lớn hết được cái kích thước của mình. Bé Manny nhà mình hiện giờ được hơn 2 tuổi một chút xíu. Mà giống Maine Coon thì phải mất đến 5 năm thì mới phát triển đầy đủ kích thước của mình. Cho anh ha. Con Manny này. Đây hai đứa mình muốn động. Con nào con đấy to như chà bá. Đây. Đây là ngang bàn tay của mình đây. 20cm. Rất là nhỏ bé so với cả ba em mèo. Em này là giống Maine Coon này. Vẫn chưa lớn hết. Bạn này là mèo Anh lông ngắn cũng chưa lớn hết. Đây là mèo Anh lông dài. Ôi, toàn em mèo nhỏ nhắn xinh xắn. Tin vui là quán sắp được mở lại rồi. Hy vọng có dịp thì mọi người đến chơi với các bé nhé. Ôi, đứa nào gọi thế? Ơi, ai đây? Đứa nào gọi đây nhỉ? Đậu phộng, đậu phộng.